trời ơi, nóng quá đi mọi người ơi. Sao hôm nay nó có thể nóng như vậy? Ước gì bây giờ đây có một ly nước nào đó có thể cho chúng tôi tránh khỏi cái nắng hè này các bạn ơi. Ủa, miếng nước kìa. Ủa, hello, miếng nước, ôi, đang đi đâu vậy? Khát nước quá, uống miếng nước coi. Ôi, trời đất ơi, tàu miếng nước nó có một cái chai nước nhìn đã khác quá vậy trời. À, mới mua cái sinh tố đá bào này ở bên kia. Sinh tố đá bào ở bên kia hả trời đất ơi? Ở bên tiệm net á. Ủa, ở bên tiệm net á. Ủa, trời đất ơi, đã quá vậy trời. Ngon quá hả, đi ơi. Ước gì chúng ta cũng có một ly giống huy đất hả chị Nabi và Jack ơi. À đúng rồi, hay là bây giờ tụi mình tới đó mua liền thôi nào. Nhanh lên, 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 let's go, let's go. Ôi, hình như đúng rồi đây các bạn. Ôi, có một cái con gì màu tím tím nó đứng trước cổng nó vẫy chào vô uống kìa các bạn. Và đây sẽ là cái ly nước sinh tố đá bào mà thằng huy đất nó nãy nó mua nè. Ôi trời ơi, vô mua, trời ơi, đợi em nhớ, để em nhớ, trời ơi, cái này dễ thương thiệt, được rồi, chạy vô mua thôi các bạn ơi. Đợi tôi với anh em ơi. Ôi, hình như cái loại nước này nó đang rất là hot luôn nè, anh em ơi, nhìn kìa, nhìn kìa. Ôi, chúng ta phải vô làm một ly, nhanh lên, dắt với chị đó bây giờ ơi. Tụi em muốn mua cái loại nước mà nó đang hot này này, đó, cái ly màu tím tím này nè, đây, anh có thể bán cho em 3 ly được không? Ờ, xin lỗi quý khách, hiện tại quán này rất là đông nên em mời quý khách xếp hàng trước. Ôi, trời ơi, xếp hàng. Ôi, cái gì mà đông quá vậy anh em ơi. Mấy người kia làm việc liên tục cực lực rồi. Okay. Bây giờ sẽ phạt tôi chứ biết làm sao giờ anh em ơi. Trời đất ơi, biết bao giờ mới tới tụi mình đây. Đúng rồi, lâu quá Jack ơi. Ok, sắp tới rồi đó, còn hai người nữa thôi các bạn ơi. Còn một người cuối cùng thôi, có lên anh em ơi. Và yeah, cuối cùng cũng tới mình đó các bạn ơi. Được rồi, cho tụi em 3 ly sinh tố đá bào nè. Hiện tại cái món đó đã hết rồi mà mong quý khách quay lại vào hôm sau. Cái gì cơ? Trời ơi, đợi nãy giờ mình phải đi về tay trắng sao các bạn ơi? Không được các ơi, chị đó bây ơi. Chúng ta phải không được đi về tay trắng. Em có ý này nè. Ý gì vậy? Bây giờ chúng ta hãy đợi cho tới khi cái cửa hàng nó đóng cửa, nhân viên về hết, mình sẽ vô trong kho mình lục để mình có thể uống được cái loại nước này. Ủa, tôi tưởng người ta nói hết rồi mà. Không có hết đâu, người ta chừa lại để bán cho ngày mai đó. Đúng rồi. Vậy có nguy hiểm quá. Trời đất ơi, có sao đâu. Cả ngày hôm nay mình đợi mà không uống được thì nó tức lắm. Thôi đóng quán thôi, cuối cùng cũng được ghê rồi. Ôi, hình như anh ta về rồi kìa mọi người ơi. Đây lẹ lẹ vô nào, đây nhanh tranh thủ quán nó chưa kịp khóa cửa rồi. Rồi vô đi Jack ơi, vô đi Jack ơi. Rồi thôi, bây giờ quán là nhân viên đã về hết rồi nè anh em ơi. Chúng ta sẽ lẹ vô trong để kiếm cái loại nước sinh tố đá bào này để uống thôi. Mấy cái bình nước kia người ta giấu ở đâu các bạn? Trong này có không vậy trời ơi, vô mấy cái tủ lạnh. Đây rồi nè mọi người ơi, đây nè tôi biết ngay mà các bạn ơi. Tôi biết cây là cái này người ta chưa có bán hết, người ta giấu để hôm sau người ta bán các bạn ơi. Nhanh lên trước khi là người ta phát hiện mình bây giờ. Uống nào anh em ơi. Ngon quá đi, sinh tố đá bào ngon quá các bạn ơi. Ôi trời ơi, hình như tôi thấy cái gì đó đằng sau lưng tôi vậy. Rõ ràng tôi vừa thấy có cái bóng màu tím tím nào đó vừa xuất hiện ở đây này các bạn, sao mà không thấy nó rồi, các bạn có thấy không vậy? Trời đất ơi, chắc là em uống đã quá các em hoa mắt em lộn thôi. Được rồi, tôi thấy hơi sợ. Bây giờ chúng ta đi về thôi các bạn ơi. Đi về là mai mình còn quay lại trả tiền bù cho người ta nữa, không là mất công lắm. Cái gì vậy? Ngoài mà sao bây giờ nó di chuyển vô đây rồi các bạn ơi. Giờ cái bức tượng qua đây ghê dữ. Đúng rồi, chắc là ai giờ bức tượng để đây thôi, đi về thôi anh em ơi, chúng ta đi là chuồn lẻ thôi. Cái gì vậy, ai kêu đứng lại vậy? Ai cho tụi bay ăn cắp nước của tao? Cái gì vậy? Bức tượng biết nói hả? Tụi bay đã uống nước của tao, bây giờ tao sẽ uống mày vô bụng. Xây nhà an toàn hả? Được thôi, xây nhà an toàn thôi các bạn ơi. Rồi bay đâu rồi? Trời đất ơi, nó làm gì con bò bay sát con kia coi. Chủ nhân, hình như nó nhìn có thấy tụi mình không vậy? Chậm nó không thấy các bạn ơi. Tao sẽ xử tụi bay. Nó đi hướng khác rồi, nó quay trở lại bên kia kìa. Ôi, nó đi rồi kìa. Được rồi, bây giờ chúng ta tranh thủ chỗ này nó chống, chúng ta hãy xây nhà an toàn ở đây luôn nhanh mọi người ơi, trước khi nó quay lại. Trước khi chúng ta muốn xây nhà an toàn, chúng ta cần phải xây một cái căn nhà trước rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái block màu đỏ này cho nó giống với lại cái màu của hả cái quán ăn bên kia kìa bay. Được rồi, chúng ta hãy xây một cái quán ăn thiệt là bự thôi nào chị Nabi ơi. Chúng ta chỉ cần đặt ở đây nữa là xong căn nhà an toàn rồi mọi người, xong chưa? Được rồi, chạy là bên
rồi các bạn ơi. Thì bề ngoài chúng ta đã xong rồi, nhưng mà quan trọng là những cái bẫy bên trong mình có thể chống lại được con đó là hay là cốt lõi đó các bạn. Các bạn hãy nhớ coi tới phút mình làm bẫy nha. Vô trong bắt đầu làm bẫy trong này thôi em ơi. Vô đây đó. Đây chính là cái nơi mà chúng ta sẽ xây dựng bẫy, và bây giờ chúng ta hãy làm bẫy thôi nào. Được rồi các bạn, và bây giờ chúng ta sẽ đảm nhiệm cái phần là xây bẫy bên trong, còn Jack với Navi sẽ làm phần xây nhà bên ngoài. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ làm cái bẫy đầu tiên thôi nào. Trên này mình đã làm một cái lớp kính, thì lớp kính này làm gì, và bây giờ chúng ta sẽ đi lên cái lớp kính bên đó. Sau đó chúng ta sẽ dùng một cái loại nước màu tím, và đây chính là cái loại nước mà tạo ra được cái con hả Grimmy Sack đó các bạn. Con đó đã được làm từ nước này, thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái nước này để tiêu diệt nó luôn. Rồi đầu tiên chúng ta chỉ cần đợi con quái vật đó nó bước vô cái vùng màu vàng này, chúng ta chỉ cần gạt cờ một cái hãy cha, lập tức sẽ có một cái hàng rào nó sẽ lấp lại cho đó các bạn thấy chưa. Sau đó chúng ta chỉ cần gạt cái cần thêm một lần nữa cha, thì lập tức lớp kiến kia nó sẽ biến mất và nước nó sẽ chảy xuống và lấp đầy cái chỗ này luôn. Các bạn hãy tưởng tượng đi, nếu mà con quái vật nó bị nhốt cái bầy thì nước này nó sẽ hòa tan cái con quái vật, nó trở thành nước và giết nó luôn các bạn à. Đó chính là cái bẫy đầu tiên của tôi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với bẫy thứ hai đằng sau cánh cửa này thôi nào. Let's go. Và đây chính là nơi tiếp theo mình sẽ xây cái bẫy thứ hai này các bạn ơi. Trước tiên chúng ta sẽ cần một cái bít tông, hay còn gọi là một cái máy lẫy, mình sẽ đặt vô đây và chúng ta sẽ sử dụng cái máy lẫy để làm bẫy các bạn. Nhưng mà mình sẽ phóng to nó lên hãy cha. Đây rồi các bạn ơi, chúng ta đã phóng to được hai cái máy lẫy hai bên rồi, thì các bạn đã hiểu mình làm gì với nó rồi đúng không? Bây giờ chúng ta chỉ cần gạt cần nó một cái hãy cha, lập tức những cái máy này nó sẽ ép con kia bẹp dí luôn rồi. Và bẫy thứ hai chúng ta sẽ sử dụng một cái ly được gọi là ly sinh tố đá bào đó các bạn, là cái ly nước mà tạo ra cái con đó. Tại vì khi chúng ta đi vô cái ly nước này hãy cha, lập tức nó sẽ đổ một cái đống nước ra. Chỉ cần đi vô chúng ta sẽ bị trơn trượt cho mà coi. Ví dụ như hai cha té luôn này các bạn đó, thì các bạn tưởng tượng cái con quái vật khổng lồ kia mà nó té thì nó sẽ như thế nào. Xíu nữa cái con kia nó đi vô đây nó sẽ té trượt ập cái mặt cho mà coi. Chúng ta sẽ tới với cái một cái bảng, đó là bảng dừng lại các bạn, nhưng mà không phải đâu, mình sẽ không đi cái hướng này nữa mà mình sẽ quẹo qua bên trái bên này nè. Xin giới thiệu với tất cả các bạn, đây chính là cái bẫy tiếp theo, thì trong này mình sẽ đặt những cái trứng chuột đó các bạn thấy không. Con hả màu tím tím đó được làm từ nước ngọt đúng không các bạn, mà những cái con chuột nó sẽ rất là thích nước ngọt, rất thích đồ ngọt. Nên bây giờ mình chỉ cần bấm nút này một cái, nó sẽ xuất hiện ra những cái con chuột, những con chuột đó sẽ cắn cái con màu tím tím kia luôn. Và bây giờ mình sẽ thử nghiệm với một cục đường cho các bạn này. Một cái cục đường đó là một thứ cũng rất là ngọt, bây giờ mình sẽ đặt cục đường ở đây, và bây giờ mình chỉ cần bấm nút thôi hãy cha, những con chuột nó sẽ xuất hiện các bạn nhìn kìa. Ôi ơi, tụi nó bu vô cắn cục đường kia các bạn, trời ơi rất là nhanh luôn. Và xong cái bẫy chuột rồi thì chúng ta đến với cái bẫy tiếp theo có tên là nam châm gai các bạn. Tại vì sao các bạn, như này những cái gai này nó đang được hút lên trần nhà bằng một cái lực nam châm, và bây giờ chúng ta chỉ cần bấm nút này một cái cha, thì lập tức những cái gai đó nó sẽ rớt xuống, và sau đó chúng ta bấm một lần nữa nó sẽ được hút lên lại, và bấm một lần nữa nó sẽ lại rớt xuống, và nó sẽ lại hút lên lại. Vì khi mà chúng ta bấm lên thì nó cứ lên rồi xuống, lên rồi xuống, lên xuống hoài như vậy các bạn ơi. Và cái con kia nó sẽ bị gai đâm. Chúng ta sẽ đi đến với bẫy tiếp theo có tên là bẫy đóng băng các bạn ơi. Thì ở đây mình đã trang bị một cái khu vực rất là lạnh, toàn là băng thôi, và bên cạnh đó sẽ có những cái quạt đóng băng, và chỉ khi chúng ta bấm cái nút này một cái hay cha, những cái quạt nó sẽ khởi động lên và sẽ làm mọi thứ đang ở trong khu vực đó sẽ bị lạnh teo luôn. Để tôi đi vô thử cho các bạn coi này. Đi vô đây. Trời ơi, chưa gì tôi thấy lạnh rồi đó. Ra đây tôi bị cứng rồi, cho tôi ra tắt cái nút ra lại cha. Vậy là mình đã gần xong hết tất cả các bẫy rồi, và cái bẫy cuối cùng là cái bẫy đặc biệt mình đang giấu sau cánh cửa này. Nhưng mà các bạn hãy chờ coi hết video đi để xem thử mình sẽ đánh bại nó bằng cách như thế nào nha. Còn bây giờ thì đi ra ngoài thôi nào. Được rồi, vậy là chúng ta đã xong tất cả các bẫy rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần đóng cửa lại và đi ra ngoài đứng ở trước quán ăn của chúng ta để xem thử cái con Grimmy Sack hồi nãy mình nghe các bạn nói là mình biết tên nó rồi. Không biết nó đâu rồi ta các bạn ơi, tôi không có thấy ai hết các bạn ơi. Mày tìm tao hả? Tao tới đây. Trời ơi, chạy đây mọi người ơi. Chạy. Nó bắt đầu vô rồi, các bạn ơi. Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu sử dụng những cái bẫy của mình nào. Tao sẽ nuốt tụi bay vô bụng. Ôi, nó vô kìa. Trời. Bây giờ ta sẽ gạt cái bẫy đầu tiên là hãy cha. Được rồi, khi chúng ta gạt thì cái lồng nó sẽ xuất hiện đông lại đó. Được rồi, và bước tiếp theo đó là gì mọi người biết không? Đó chính là chúng ta sẽ gạt thêm một lần nữa hãy cha, để mở cái nước ở trên kia chảy xuống. Đó chính là nước sẽ hòa tan người, đó chính là nước trong chai Grimmy Sack luôn đó. Chết mày chưa con, chết mày như thế đâu. Ủa là sao? Ủa nó làm gì vậy? Ủa sao nó cứ ẩn cái vậy? Thì quên là ta được làm từ thứ nước đó, cho nên ta càng uống vô thì càng mạnh hơn thôi. Phải cha. Ôi, nó chạy thôi. Trời ơi, nó phá lồng rồi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với bẫy thứ hai. Ta vô với tụi bay đây. Hai cái bay đẩy hai bên nó đã đẩy vô, nó ép ép như là ép nước ép như là ôi dồi. Ôi mày này con, bây giờ mày sẽ biến thành nước ép Grimmy Sack cho mày coi. Ngươi chịu đầu hàng chứ hả tên kia? Cái gì vậy? Sao nó vẫn còn sống vậy? Chạy đi mọi người, chạy cái bình nước này đâu. Được rồi, chạy qua đây, nhanh 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 nhanh
tụi bay nghĩ cái mấy thứ này có thể cản được ta sao? Tụi bay nghĩ mấy cái này có thể cản được ta sao? Bây giờ chúng ta tới với những cái bẫy tiếp theo nè các bạn. Được rồi, bẫy chuột nè. Vì cái nước này nó rất là ngọt nên tụi chuột rất là thích. Thì là ngươi ngon, ngươi đi vô đây đây. Ngon đi vô đây, ngon vô đây. Được rồi, bấm nút nè. Hãy chờ thì nha. Chuột xuất hiện nè. Ôi, lũ chuột xuất hiện bên cạnh nó. Kìa gì đó bây giờ. Dắt ơi, dắt ơi, mày nè, mày nè. Cái này uống hết cái thứ nước ngọt đó đi. Trời ơi, trời ơi, lũ chuột nó rất là thích đồ ngọt các bạn ơi. Nên là cái ông này, ông chết chắc rồi. Ôi giời ơi, ông đang đánh lại bên chuột kìa. Cắn đi, cắn đi, cắn đi. Hà hà, chết ông chắc rồi. Ôi, ông đang quay bên chuột, ông đang quay bên chuột. Ông giết hết mấy con chuột rồi. Ôi không, lùi la mọi người, lùi la, lùi la, lùi la. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bảy gai 500 này các bạn ơi. Bây giờ cái những cái gai đó đã được hút trên này. Bây giờ người ngon người vô đây, ta bấm nút đèn 500 nhả đây, mày đi. Bây giờ 500 nó sẽ hút lên lại đó. Được rồi, bấm lên rồi nè. Lên này xuống này, lên này xuống này, lên xuống này. Tránh lại chị Bi, tránh lại lên xuống này, trên này xuống này trời. 500, những cái gai nó sẽ bị hút lên và rớt xuống, đâm chết nó luôn các bạn. Remix set ơi. Cái gì lùi lại được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tới với bẫy tiếp theo. Con này nó trâu bò quá các bạn ơi, đúng là thứ nước gì ghê thì chứ. Được rồi, người ngon người vô đây đi tên kia. Ta vô nè. Ủa sao trời quá vậy? Tại vì đó chỉ là đóng băng mà. Được rồi, bật cái quạt lên nè. Hay cha, wow, chúng ta đã bật quạt lên rồi. Lạnh quá vậy? Yeah, đồ đóng băng à. Nó đã bị đóng băng rồi kìa, anh em ơi nhìn kìa. Rồi sao, ngươi đầu hàng chưa vậy? Trời đất ơi, nó đã bị đóng băng rồi nhưng mà nó vẫn cố lại lên lên tên kìa bạn ơi. Giờ sao chịu chưa? Chưa hỏi cái con tím tím kia. Hình như nó bị đóng băng là một con băng. Cái gì vậy? Chạy ra. Lùi lại. Chết rồi, sao nó mạnh quá vậy? Thôi bay hết đường chạy rồi. Trời các bạn ơi, tụi mình hết đường rồi. Nhưng mà không sao, chúng ta còn vũ khí bí mật. Chết tụi bay rồi. Nabi ơi, kích hoạt vũ khí bí mật đi Nabi ơi. Ok. Chà, cái đầu bếp bắt đầu ra đây. Cái bếp đó đã xuất hiện lên nè. Cái gì vậy? Đây chỉ là một cái bếp lửa rồi. Được rồi, bật lửa lên nè. Chà, Được rồi, để coi. Ôi, hình như nó đang tan chảy rồi kìa. Mọi người nhìn kìa, ôi, nó đang tan chảy kìa. Ôi, nó đang tan chảy kìa. Ôi, trời đất ơi, nó thành một cái cục nước gì luôn rồi. Bây giờ chúng ta làm gì với nó đây Dắt ơi? Lấy cái ly hút nó vô uống. Ôi, đúng rồi, chị Nabi ơi, đưa em cái bình nước Remix Shack đi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bỏ nó vô cái bình ly nước của chúng ta. Các bạn hay sao? Tôi đã bỏ nó vô trong cái ly đây rồi nè. Không có thả đâu. Được rồi, bây giờ Dắt uống cái bình nước này luôn đi Dắt ơi. Các bạn nghe nó hơi kệ nhưng mà không sao. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của tôi. Quên để lại cho một like, subscribe. Và nếu các bạn thích tôi tiếp tục làm những con Remix Shack này thì quên comment ở dưới nhà. Và các bạn muốn coi video khác của tôi thì bấm vô đây. Còn bây giờ thì bye bye.